Bản tin 365 ngày chuyển động với những thông tin được cập nhật liên tục trong lĩnh vực nông nghiệp giúp cho bà con kịp thời định hướng sản xuất. Những thông tin gần gũi thiết thực từ các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, đặc biệt là cập nhật nhanh tình hình sản xuất của nông dân Lâm Đồng. Mời bà con và quý khán giả điểm qua thông tin đáng chú ý ngày hôm nay. Cá đồng mùa nước nổi về nhiều, sức mua cá đồng tại Hậu Giang tăng. Cà Mau các cơ sở vào mùa sản xuất khô cho dịp Tết rộn ràng. Đặc sản tỏi Lý Sơn rớt giá được giải cứu lần đầu tiên trong lịch sử đối với nông dân nơi đây. Lâm Đồng xây dựng dự án phát triển bền vững ngành dâu tầm tơi. Nông nghiệp công nghệ cao tại Lâm Đồng có 14 vùng được triển khai. Không khí tất bật vào vụ Tết của các cơ sở làm khô ở Cà Mau làm cho tôi cảm thấy rất là nôn nao lắm. Vì mỗi khi mà nông dân vào vụ sản xuất nông sản để chuẩn bị cho Tết thì chúng ta cũng sẽ cùng với bà con bắt tay làm rất là nhiều việc. Đúng vậy, hiện nay thì nhiều cơ sở chế biến khô trên địa bàn huyện Ngọc Hiển của tỉnh Cà Mau đang tất bật thu mua nguyên liệu về để làm khô chuẩn bị cho thị trường Tết năm nay. Không khí làm việc của các cơ sở được cộng tác viên của chúng tôi ghi nhận sau đây. Mỗi con nước, các cơ sở sản xuất chế biến khoảng 500 kg đến 1 tấn cá khô theo đơn đặt hàng của các vựa thu mua khô ngoài tỉnh. Theo cơ sở chế biến khô, năm nay các loại khô hút hàng, nhất là cá khoai, cá đuối, cá lù đù và cá thòi lòi, có giá từ 100 đến 400 ngàn đồng một ký. Hiện tại giá cá tươi chưa tăng cao nên các cơ sở sản xuất tăng cường thu mua nguyên liệu về làm khô để có thêm lợi nhuận và đáp ứng lượng khô cho thị trường. Theo dự báo, vào thời điểm cận Tết, giá các mặt hàng khô có thể tăng từ 20.000 đến 30.000 đồng một ký. Vào mùa nước nổi, nông dân miền Tây lại lên đên trên sông nước để mà đánh bắt cá đồng, bán kiếm thêm thu nhập lúc nông nhàn. Và mùa mưu sinh tuy có vất vả nhưng mà đổi lại nông dân có cơ hội đánh bắt những sản vật thiên nhiên như là cá, tôm, rau đồng, những món mà nhiều thực khách luôn săn tìm. Theo các tiểu thương, do mùa này lượng cá ngoài tự nhiên nhiều nên giá bán cũng rẻ hơn những thời điểm khác trong năm. Hiện giá bán các loại cá đồng giảm khoảng 20% trở lên so với thời điểm trước mùa nước nổi. Lượng cá về các chợ cũng nhiều hơn và sức mua tăng hơn. Cụ thể, cá rô đồng được bán với giá từ 30 đến 35 ngàn đồng một ký. Cá sặc được bán với giá khoảng 30 ngàn đồng một ký. Cá lóc đồng có giá bán trung bình khoảng 80 đến 100 ngàn đồng một ký, tùy vào trọng lượng. Những tháng qua, bên cạnh việc đánh bắt cá tôm, hái rau đồng, thì một số hộ dân trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã chọn giải pháp đưa rau màu xuống ruộng để thay thế cho vụ lúa thu đông, vụ mùa nước nổi. Trong đó thì có trồng đậu bắp cho lợi nhuận khá cao. Nhiều hộ đã chọn trồng ở những vùng có đê bao khép kín, chắc chắn, đảm bảo an toàn, nhất là ở những nơi gò đất cao nên năng suất đạt khá. Giá bán hiện tại từ 7 đến 8 ngàn đồng một ký tại rẫy, cao hơn những tháng bình thường 2 đến 3 ngàn đồng một ký. Chỉ riêng 3 tháng mùa nước nổi, người trồng có thu nhập khoảng 10 triệu đồng một công, cao gấp nhiều lần so với làm lúa thu đông. Theo nhiều nông dân, trồng đậu bắp trong mùa nước này chỉ cực công là phần bơm thoát nước, không để nước tràn bờ gây ngập úng. Còn các chi phí khác như hạt giống, phân bón thì cũng giống như trồng ở các mùa thuận. Nhưng điều thu hút nông dân trồng mùa này là bán được giá cao, lợi nhuận hấp dẫn. Lúc này chúng tôi cũng hết sức là đồng cảm chia sẻ với nông dân trồng tỏi ở đảo Lý Sơn khi mà giá tỏi hiện nay đang giảm sâu. Là một đặc sản, tỏi Lý Sơn nước tiếng vang xa nhờ chất lượng không nơi nào sánh kịp, có vị thơm mà không nồng nhưng lại thường xuyên gặp tình cảnh rớt giá hay là tỏi bị trà trộn làm mà giả nhãn hiệu, làm mất lòng tin đối với người tiêu dùng. Chỉ để phần nào chia sẻ khó khăn với người trồng tỏi, hơn một tuần nay hàng chục tấn tỏi ở vườn quốc tỏi Lý Sơn đã được giải cứu thành công. Mỗi hộ nông dân trên đảo được tuổi trẻ Lý Sơn thu mua 100 kg tỏi khô chính hiệu với giá từ 50 đến 55 ngàn đồng một ký, cao hơn 20 đến 25 ngàn đồng một ký so với thị trường. Tỏi sau khi được thu mua sẽ có nhãn mác con dấu đỏ của Hiệp hội Sản xuất Kinh doanh Hành tỏi Lý Sơn và Huyện đoàn Lý Sơn nhằm tránh một số đối tượng lợi dụng tiêu thụ tỏi đất liền dưới nhãn mác tỏi Lý Sơn. Hỗ trợ tiêu thụ tỏi cho nông dân trước vụ tỏi mới đã xua tan nỗi lo tỏi mọc mầm không tiêu thụ được của hàng trăm hộ nông dân đảo tỏi. Lợi dụng thương hiệu tỏi Lý Sơn, thời gian qua một số thương lái đã chuyển tỏi nơi khác về bán tại Lý Sơn với giá thấp, dẫn đến nguồn cung lớn khiến tỏi Lý Sơn rất giá mạnh, khó tiêu thụ. Thời điểm chuẩn bị bắt tay vào sản xuất vụ tỏi mới, nhưng gần 300 tấn tỏi khô còn tồn đọng có nguy cơ mất trắng. Giải cứu tỏi tồn đọng cho nông dân đảo Lý Sơn là giải pháp trước mắt.
Về lâu dài, chính quyền huyện Lý Sơn cần phải có một cuộc giải cứu để đảm bảo thương hiệu tỏi nước tiếng cả nước này. Chúng tôi tiếp tục tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển với những bước phát triển của ngành nông nghiệp công nghệ cao ở Lâm Đồng như thế nào và tình hình sản xuất của nông dân đang dần thay đổi theo kiểu mới ra sao. Thông tin miền Tây có trạm trung chuyển trái cây hàng chục tấn mỗi ngày thực sự là thông tin rất là vui đối với bà con nơi đây và cũng là đối với tôi nữa đó anh Minh Thiện. Bởi vì khâu thu mua, vận chuyển, phân phối nông sản là khâu rất là quan trọng trong hệ thống logistics mà ngành nông nghiệp của nước ta đang hướng đến. Nông dân sẽ giảm bớt chi phí trung gian để tăng lợi nhuận lên luôn đó anh Minh Thiện. Đúng vậy, và theo tôi được biết thì trạm trung chuyển đặt tại Bến Tre là do đại gia Thái Lan MMega Market đầu tư. Dự kiến từ nay đến cuối năm, trạm trung chuyển này sẽ thu mua phân phối 15 tấn trái cây, rau củ mỗi ngày. Sáng năm tới sẽ lên đến 50 tấn mỗi ngày. Tại lễ khai trương trạm trung chuyển trái cây Bến Tre, Giám đốc thu mua thực phẩm MM Mega Market Việt Nam cho biết, năm 2019 sẽ mở rộng quy mô xuất khẩu củ quả sang thị trường Đông Nam Á, ít nhất 6 container mỗi tháng. Ngoài mục đích cung cấp nguồn trái cây an toàn, chất lượng cao cho hệ thống 19 trung tâm MM Mega Market trên toàn quốc, trạm trung chuyển này sẽ phục vụ mục tiêu xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Thái Lan, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. Bên cạnh trái cây, trạm sẽ thu mua mặt hàng rau củ tại đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận. Dự kiến sẽ có hơn 100 loại trái cây, rau củ quả sẽ được trạm thu mua, phân phối trong nước lẫn xuất khẩu. Trong đó trái cây là mặt hàng chủ lực với hơn 50 loại. Trạm trung chuyển Bến Tre dự kiến sẽ hợp tác với khoảng 100 hộ nông dân ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, gồm Bến Tre, Tiền Giang, Cần Thơ, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Đội ngũ kỹ sư nông nghiệp của MM Mega Market sẽ trực tiếp làm việc với nông dân, hợp tác xã từ lựa chọn giống, lên kế hoạch sản xuất, thu hoạch, đóng gói và vận chuyển trực tiếp đến trạm trung chuyển mà không qua trung gian để đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Với việc đưa vào hoạt động trạm trung chuyển trái cây Bến Tre, MM Mega Market Việt Nam đang vận hành 4 trạm trung chuyển quy mô lớn. Trước đó, 3 trạm trung chuyển gồm có trạm trung chuyển rau củ quả Đà Lạt, trạm trung chuyển cá Cần Thơ và trạm trung chuyển thịt heo Đồng Nai đã đi vào hoạt động. Kính thưa bà con và quý khán giả, so với cây điều, cây hồ tiêu hay là cà phê thì lúc này cây dâu tằm mang lại hiệu quả kinh tế khả quan cho nông dân ở tỉnh Lâm Đồng. Lời nhiều hơn đó chính là lý do mà bà con nông dân ở nhiều địa phương trong tỉnh tiếp tục đầu tư thâm canh loại cây trồng này. Hiện nay toàn tỉnh có gần 6.800 hectare dâu các loại, trong đó diện tích trồng mới là gần 1.300 hectare, với sản lượng đạt trên 75.600 tấn. Phần lớn những diện tích dâu tằm được chuyển đổi thời gian qua tập trung ở các huyện Đạ Tẻ, Cát Tiên. Hiện nay bên cạnh sự nỗ lực của bà con nông dân các địa phương, ngành chức năng đã xây dựng và hoàn chỉnh đề án phát triển ổn định bền vững ngành dâu tằm tơ tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2022 để làm cơ sở đầu tư hỗ trợ phát triển, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và góp phần xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những diện tích sản xuất nông nghiệp theo kiểu truyền thống thì nông nghiệp Lâm Đồng đang chuyển dần sang canh tác hữu cơ, nông nghiệp sạch, nhà kính. Để đầu tư sản xuất ngày càng đi vào chiều sâu, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã thẩm định 19 kế hoạch đề án hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của các huyện, thành phố. Đến nay đã có 14 vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được Ủy ban Nhân dân các địa phương trong tỉnh ban hành kế hoạch hoặc đề án để triển khai thực hiện. Trong đó, vùng sản xuất qua Thái Phiên ở phường 12, thành phố Đà Lạt đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận với quy mô 150 hectare. Diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao từ đầu năm 2018 đến nay là gần 52.800 ha, tăng gần 100 ha so với năm trước. Đầu tư theo hướng công nghệ cao giúp cho bà con nông dân tăng cao thu nhập, có điều kiện để ứng dụng chuyên sâu nhiều kỹ thuật canh tác mới, góp phần hạn chế lãng phí đầu tư, giảm ô nhiễm môi trường canh tác. Thưa bà con và quý khán giả, chăn nuôi cũng là lợi thế đối với nông dân của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt là chăn nuôi bò sữa được địa phương đầu tư lớn và hiện nay Lâm Đồng có nhiều doanh nghiệp đầu tư chăn nuôi bò sữa để cung cấp cho thị trường nên nông dân có nguồn tiêu thụ tại chỗ thuận lợi hơn so với các tỉnh khác. Và dựa trên tiềm năng này thì bà con nông dân cũng như là ngành nông nghiệp đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả của nghề chăn nuôi bò sữa ở địa phương. Thực tế thì nhiều đàn bò sữa tại Lâm Đồng được bà con chăm sóc và cho sữa đạt chất lượng cao đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Doanh nghiệp ký kết bao tiêu với giá ổn định đối với những bà con nào mà sản xuất với quy mô lớn, cho nên là bà con cũng an tâm đầu tư để nâng cao chất lượng đàn bò sữa. Phóng viên chương trình có ghi nhận hiệu quả nghề chăn nuôi bò sữa tại địa phương, mời bà con cùng theo dõi. Nếu so với nhiều loại vật nuôi hiện có trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì bò sữa tuy mức đầu tư cao nhưng thu nhập mang lại tương đối khả quan.
Bởi vậy mà nhiều năm trở lại đây, nghề chăn nuôi bò sữa ở Lâm Đồng có bước tăng trưởng rõ nét. Toàn tỉnh hiện có khoảng 1.600 nông hộ chăn nuôi gần 20.000 con bò sữa. Số bò sữa nói trên phát triển chủ yếu tại 7 huyện, thành phố trong tỉnh gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Bảo Lâm, Di Linh, thành phố Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt. Trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của các đầu mối tiêu thụ, người chăn nuôi bò sữa Lâm Đồng đã có nhiều đổi mới trong đầu tư cơ sở hạ tầng và kỹ thuật chăm sóc bò sữa. Với một số tác động của ngành chức năng, nhiều giống bò sữa chất lượng cao đã được bà con nông dân đưa vào chăn nuôi nhằm tăng năng suất và chất lượng sữa bò cung ứng cho thị trường. Hiện nay, năng suất sữa tươi ở Lâm Đồng đạt bình quân 20 lít một con một ngày, khoảng 6.000 lít một chu kỳ một con. Sản lượng sữa tươi nguyên liệu đạt khoảng 179 tấn một ngày. Chăn nuôi thì con bò sữa là đến hiện tại bây giờ là lợi nhuận nhất. Thứ nhất là vì trước đây tôi gia đình chăn nuôi heo, chăn nuôi gà rồi, nhưng mà giá cả thị trường nó bấp bênh, cho nên là thu nhập cũng ăn thua. Chuyển sang bò sữa thì nói chung là trừ chi phí ra bình quân khoảng 10 con bò, như cái đàn bò này trừ chi phí ra bình quân một tháng cũng thu nhập 30 triệu đồng. Thì so với làm cà phê thì nó phải được một gấp 10 lần. Để có được thu nhập khả quan như thế, kinh phí đầu tư nuôi bò sữa tương đối cao. Tuy vậy, đầu ra không phải lúc nào cũng thuận lợi. Nhiều doanh nghiệp thu mua sữa tươi đang tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng sản phẩm sữa tươi, siết chặt các khâu, yêu cầu về các chỉ tiêu chất lượng sữa ngày càng khắt khe. Điều đó đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến giá sữa tươi thu mua, hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò sữa giảm so với những năm trước. Hiện nay, một số doanh nghiệp tiêu thụ sữa tươi trong tỉnh đã có kế hoạch chỉ ký hợp đồng thu mua sữa tươi nguyên liệu với những hộ có quy mô đàn tối thiểu trên 8 con bò sữa một hộ, và thời gian ký hợp đồng thu mua sữa tươi nguyên liệu giữa doanh nghiệp và hộ chăn nuôi tương đối ngắn, chỉ 1 năm. Chất lượng sữa là 8.6 khô á, với lại thì mới được đạt giá 14, mà bây giờ là chuyển lên là phải 8.6 mới được giá 14. Thành ra là người chăn nuôi nói chung họ cũng khó. 8.6 thì bò cố thì nói chung từ nuôi giờ thì vẫn đạt, có khi là vượt, có khi lên 8.8, 8.9, nhưng mà cứ bình quân là 8.7, 8.6 là đạt giá 14. Nhưng mà nhiều nhà nói chung không được giá đó, mà phải cho ăn nhiều, cho ăn phải đầy đủ chất thì khi đó mới được cái giá đó. Để nghề chăn nuôi bò sữa phát triển bền vững, mang lại thu nhập khả quan cho người sản xuất, tỉnh Lâm Đồng đã và đang triển khai đề án chăn nuôi bò sữa bền vững. Theo đó, nhiều vấn đề liên quan đến các giải pháp phát triển bò sữa bền vững đã được đặt ra. Khuyến khích người dân là chăn nuôi, là giảm chăn nuôi nhỏ lẻ để tăng cái chăn nuôi về trang trại, gia trại, để làm sao mà tập trung trong cái vấn đề là chăm sóc nuôi dưỡng. Thứ hai nữa là tăng cường tuyên truyền về tiêu thụ sản phẩm, thì hiện nay là cái chuỗi liên kết là thực hiện tương đối tốt, là người dân đã chủ động là ký kết thông qua các tổ hợp tác xã, hoặc là ký trực tiếp với các đơn vị. Là hiện nay là có 3 đơn vị là thu mua sữa, là Đà Lạt Milk, Cô Gái Hà Lan và 70% là Vinamilk. Về con giống để mà sản xuất có hiệu quả thì người dân nên là cũng thực hiện một số giải pháp. Thứ nhất nên là tổ chức lại sản xuất, là cái quy mô cũng như là cái cơ cấu đàn là phù hợp với cái điều kiện chăn nuôi, cũng như là cái ký kết hợp đồng với một số doanh nghiệp. Và thứ hai là cái con giống là phải rõ nguồn gốc. Với những giải pháp đó, tỉnh Lâm Đồng mong muốn phát triển nghề chăn nuôi bò sữa ngày càng bền vững và hiệu quả, mang lại nguồn thu khả quan cho người chăn nuôi. Cảm ơn bà con và quý khán giả đã yêu mến và đón xem bản tin 365 ngày chuyển động. Chúng tôi luôn sát cánh với nông dân trên lĩnh vực nông nghiệp. Và hôm nay thì bản tin 365 ngày chuyển động xin kết thúc tại đây. Mến chào và hẹn gặp lại.